Rồi, giới thiệu chia sẻ cho anh em một cái cây mai dầu rinh già hàng lớn. Thì cái này mình sẽ tán lùng, ép cốc phồng lùng cho nó. Cây thì cao tầm 1 mét, cao tầm mét thôi nha mọi người. Và tán rộng của nó thì 1,2 m. Thân này, mình thân cầm tay nha. Cái này nó già nua đến nỗi mà các tay cành đó, nó còn có những cái đoạn nua nó này. Cây nó thuần tay tán rồi đó, gốc đớ này, rất bự. Rồi bây giờ mình đang cần bán cái này, thì anh em nào có thiện chí thì liên hệ mình đưa giá rẻ lại cho anh em ha. Cái mai rất là lớn nha, cực kỳ là già nua, cái chân rễ của nó là đồ xù luôn rồi. Đây, phần cũ bên trên nó này bầm tay rất là dữ. Phối trong cái chậu bát giác, chậu bát giác này nó cao tầm gần 30 á. Không, cây rất là già lão cây. Rồi, ai có nhu cầu thiện chí liên hệ số điện thoại 0849020790 nha. Mình sẽ nhận cây mai đẹp giá rẻ cho mọi người về nuôi chơi ha.